bản thân mình cảm thấy nhàm chán, mọi điều xung quanh đang quá nhàm chán thì phải làm sao? Và câu hỏi số 2 là nếu phải lựa chọn giữa tình yêu và công việc thì mình nên chọn điều gì? Thì Linh Giang muốn anh trả lời cho Linh Giang câu hỏi nào? Chọn một trong số 2. Câu hỏi đầu hả? Nếu một ngày cảm thấy mọi thứ quá nhàm chán thì phải làm sao? Nếu một ngày chúng ta cảm thấy quá nhàm chán thì phải làm sao, đúng không? Thì bây giờ thì anh hỏi Linh Giang là nguyên nhân tại sao chúng ta nhàm chán? Tại sao khi mà chúng ta ở, chắc hẳn là không chỉ có em mà anh cũng vậy, và tất cả chị em ở đây cũng vậy, là chúng ta đều đã có những lúc hoặc thậm chí là có một cái chuỗi ngày chúng ta cảm thấy nhàm chán. Vậy thì cái nhàm chán nó là gì? Nó là một cái cảm xúc của chúng ta, đúng không? Vậy thì cái nguyên nhân, nếu mà coi cái việc nhàm chán nó là một cái kết quả, thì cái nguyên nhân nào mà dẫn đến cái việc chúng ta nhàm chán? Thì trong cuộc sống bất cứ cái điều gì thế, chúng ta nếu chúng ta tìm được nguyên nhân và chúng ta giải quyết nguyên nhân thì kết quả là như vậy. Vậy thì nhàm chán nguyên nhân đó là gì? Quên là câu hỏi, đúng không? Đúng rồi, chứ còn nếu em tìm thấy nguyên nhân thì giải quyết luôn xong. Vậy thì bây giờ thì anh chia sẻ dưới góc nhìn của anh, và có thể đúng hoặc sai. Thì nhàm chán ấy, nó là một cái biểu hiện của một cái sự bất như ý. Có nghĩa là mọi thứ xung quanh nó đang không được theo ý của mình. Hay nói cách khác ấy, thì có nghĩa là nó cái điều mình muốn thì nó không đến, và cái thứ mình không muốn thì nó lại xảy ra, và nó ở một cái mức độ nhỏ, nó không được gọi là không bị hẳn như cái kiểu mà bất như ý, nhưng mà nó ở mức độ nhỏ nhưng nó kéo dài khiến mọi thứ bị chán, và nó là một dạng bất như ý, và cái nguyên nhân của nó là nó đến từ cái việc là có cái sự mong cầu. Và anh nhận thấy sau khi đọc câu hỏi của Linh Giang thì anh quay trở lại quan sát bản thân anh là mình đã có cái thời điểm nào mình cảm thấy nhàm chán, thì anh phát hiện ra là những cái thời điểm phải cảm thấy nhàm chán là những cái thời điểm mà anh sống cho bản thân anh, có những cái cuộc chơi mình ngoài chơi, mình ngoài biết cái cuộc chơi và mình lao ra bên ngoài để mình tìm kiếm những cái cảm giác trong bản thân mình, ví dụ như là giả dụ như là ăn một cái gì đấy nó ngon nhưng mà ăn nhiều quá nó cũng cảm thấy nhàm chán. Đi một chiếc xe mới, mình mua một chiếc xe mình thấy nó thích, một thời gian sau mình đi mình sẽ cảm thấy mua một cái gì đó, mình sở hữu một cái gì đó, có nghĩa là cái nhàm chán này nó đều đến từ yếu tố bên ngoài. Khi mà mình có nó rồi thì thấy mình cảm thấy mình muốn cái thứ khác nó lớn hơn thì mình sẽ cảm thấy nhàm chán. Và để giải quyết việc này thì anh đây là dưới góc nhìn của anh chứ, khi mà anh không vì bản thân mình nữa mà mình làm mọi thứ mình vì vợ, vì con, vì gia đình, vì những cái người mà mình đang gắn trách nhiệm họ lên trên vai mình thì mình không cảm thấy nhàm chán. Thì chia sẻ với mọi người là ở đây có Thảo, có Trâm, cả có Hương. Anh cũng chia sẻ là anh là người ăn thuần chay, anh ăn chay thường. Thì có rất là nhiều người ta cũng nói cái việc là ăn chay được cuộc sống rồi thanh niên rồi ba mươi mấy tuổi thì tại sao lại phải ăn chay? Tại sao lại không bia, không rượu, không hút thuốc lá, không chơi bời, không tham gia những cuộc vui mọi người? Cuộc sống như thế thì như này đến cuộc cuối cuộc đời không thấy nhàm chán. Nhưng mà bản thân là họ đang dùng cái tiêu chí của họ, cái thước đo của họ, họ nhìn thấy những cái thứ ở mình và họ coi đấy là nhàm chán. Thế là cái tiêu chuẩn của họ. Nhưng rõ ràng là cái việc mà mình làm ở đây chia sẻ với mọi người là tiền ăn chay không phải là vì tôn giáo tin ngưỡng, không phải là vì giảm cân, không phải là vì chữa bệnh, mà đó là cái vì cái lòng yêu thương đối với các loài. Cho nên là mình làm cái việc này không phải vì mình mà vì các loài này, cho nên là mình không cảm thấy nhàm chán và mình cảm thấy rất hạnh phúc vì mình làm. Không uống bia rượu sao, không hút thuốc lá sao, con đến một thời điểm là mua hỏi là tại sao ba lại phải uống rượu, tại sao ba lại phải hút thuốc, mình không trả lời được. Và tại cái thời khắc đấy thì mình nhìn thấy được ở đây là gì, mình đang ảnh hưởng rất lớn đến con, và mình sẽ sau này mình sẽ không thể nào mình nói với con là con đừng uống rượu, con đừng hút thuốc nữa, khi mà bản thân mình chưa làm được.
cho nên là gì, mình không uống bia rượu nữa, rồi mình không hút thuốc nữa, thứ nhất là vì sức khỏe của mình, nhưng mình cũng đang vì những người xung quanh, mình đang vì con của mình đang vì những cái người thân như là em vợ mình, là người rất có thể mình sẽ là một cái tấm gương tốt cho những người xung quanh, ở công ty, ở gia đình, có nghĩa là cái việc này mình làm, mình gắn cái trách nhiệm của mình lên với nhiều những cái thứ tốt đẹp thì mình sẽ có hạnh. Và trong cái câu chuyện ở đây là kể cả cái việc mà đứng ra trước mọi người chia sẻ kể cả có một cái vấn đề, có một cái câu chuyện gì đó mà chia sẻ đi chia sẻ lại nó sẽ không nhàm chán, bởi vì cái mục đích của nó là vì lợi ích. Thế còn nếu mà vì lợi ích của mình, ví dụ mình mà nói những cái điều như này vì một cái điều gì đó để vun đắp lên cái bản ngã, vun đắp lên cái tôi vì những cái thứ mà lợi ích của mình nhận được, thì rất có thể sẽ không tiến được. Đây là cái dưới góc nhìn của anh, dưới góc nhìn của anh, vậy thì làm thế nào để cuộc sống không bị nhàm chán? Thì nếu mà anh, thì anh sẽ cố gắng anh tìm ra được cái lý do tại sao anh đã sống cuộc đời. Bởi vì khi mà mình tìm ra được một cái điểm mình muốn đến, thì nó giống như cái việc là mình đi ra khỏi nhà và mình biết là mình cần đi đâu, mình có được một cái điểm mình muốn đến, thì tất cả cái con đường mình đi, có thể là rẽ trái, có thể là rẽ phải, có thể là đến ngã tư này tắc quá mình rẽ đường này, có thể là đi dưới lòng đường tắc quá mình đi lên vỉa hè cũng được, nó cũng là một cách, nhưng ít nhất là mình biết mình cần đi như thế. Và khi mà mình có được cái mục đích như vậy thì rất có thể là ngày hôm nay mình sẽ không đi đến, và rất có thể có những cái mục tiêu cả cuộc đời này mình không đạt được, nhưng ít nhất là mình biết rằng mỗi một ngày mình đi mình đang gần đến đích, cố gắng gần đến đích, mình sẽ không cảm thấy nhàm chán, bởi vì mình có một cái mục tiêu nó đủ lớn. Đối với công việc, tại sao chúng ta làm việc cảm thấy nhàm chán? Là bởi vì rất có thể chúng ta chưa tìm được đủ lý do đủ lớn để tại sao chúng ta phải làm việc. Nếu mà trong trường hợp mọi người có thể nhìn thấy, mình không so sánh, nhưng mình nhìn thấy được bản thân mình cũng từ một cái cậu bé gọi là ngồi quả ngô, nướng mực, nướng cá ngoài đường, chạy công an, rồi cũng là đi chở thùng thuốc mấy chục cây thuốc sau lưng 6-7 năm trời đi bán hàng, đi kiếm tiền, lên được vị trí vai trò giám sát quản lý, rồi cũng làm cuối cùng cũng làm đến đài truyền hình, rồi cũng quản lý Hà Nội miền Bắc đến bây giờ có mặt đây trước mặt mọi người. Thì nếu mà trong trường hợp những cái công việc mình đã từng làm thì nếu mình cảm thấy nhàm chán thì sẽ không bao giờ mình có được cái phiên bản của mình đến đây trước mặt mọi người. Thì chắc hẳn là mình có một cái đủ lượng, đấy là gì, mình muốn cuộc sống mình tốt hơn, mình muốn mẹ mình đỡ, mà mình muốn những cái người mình yêu thương, anh chị em ruột, cái người mà họ rất là nhiều cái nỗi đau, họ rất là đáng để thương, và mình muốn thương họ thì mình phải tốt hơn, mình muốn thương họ, mình phải khỏe thì mình mới gồng được giúp đỡ họ. À, thì khi mà mình gắn những cái trách nhiệm đó lên trên vai của mình thì mình không còn thời gian để nhàm chán. Giống như bây giờ hỏi bạn là ứng xu, kể cả mưa gió, mưa phùn gió, nhưng nếu mà gương bây giờ không đi làm thì chắc chắn là đến kỳ vẫn phải có tiền. Chắc chắn là khi mà con hãy hơi xuống cuộc đau, mình vẫn phải đưa con đi tiêm, mình vẫn phải lo cho cái này con đi tiêm. Thì bởi vì có những cái lý do đó cho nên là nó sẽ ít cái thời gian chúng ta cảm thấy nhàm chán, chúng ta có những cái gì được chi thứ hai nữa là sao nhàm chán. Thì đấy là cái góc nhìn của anh, nó có thể cũng không sai, nhưng mà có thể là nó sẽ cung cấp cho mình thêm một cái góc nhìn về cái nhân sự. Ý là có thể là thế, còn thời gian anh sẽ tua lại đến cái câu hỏi thứ hai của Lý Giang, cái câu hỏi rất là hay, thì là cái việc mà nếu phải lựa chọn tình yêu và công việc thì nên chọn điều gì, thì tí anh sẽ quay lại. Nếu có thể thì cái câu chuyện là nhàm chán như thế thì cũng biết là mọi người có một đóng góp gì thêm cho Lý Giang để Lý Giang có thêm góp gì. Chị Chi. Chỉ việc tức là bố mẹ cũng là
gì cũng có đồng quan điểm với anh. Đó. Thì chia sẻ với cả Đình Trang là trong thời gian 2 năm mình làm được tài chính cao cấp là cùng với cả là gần như trong 2 năm đấy là gần như không có ngày nghỉ nữa, mặc dù là công ty đi nước ngoài, tập đoàn nước ngoài, công ty nước ngoài họ chỉ yêu cầu mình làm 5 ngày thôi, mà thứ bảy nhật là mình phải cố gắng làm, bởi vì rõ ràng là mình làm để mình làm, mình làm là bởi vì công ty không yêu cầu, nhưng mình làm để làm sao mà để mình có được những cái rèn luyện bản thân về công việc, về mọi thứ, cho nên là mình sẽ có những cái cơ hội sau này. Kể ngày xưa làm công bạn cũng làm cái gì nữa, thì cho nên là đúng như đó đấy, trách nhiệm ở trên vai mình nó đúng hơn thì mình sẽ không có thời gian để nhận. Tiếp theo đến tiếp tục là đến Quỳnh Chi. Quỳnh Chi có hai câu hỏi: điều gì khiến bạn thấy hạnh phúc hơn trong cuộc sống, công việc, thành công hay là gia đình? Câu hỏi số 2 là làm thế nào để tìm được sự kết nối và hòa hợp khi mối quan hệ vợ chồng đang không có tiếng nói chung? Thì Chi muốn đặt câu hỏi số 1 là chia sẻ thì Tiến cũng nói luôn là đây là góc nhìn của Tiến nhé. Okay. Câu hỏi thứ hai của Chi là làm thế nào để tìm được sự kết nối hòa hợp khi mối quan hệ vợ chồng đang không có điểm nói chung. Làm thế nào để kết nối hòa hợp hai vợ chồng hòa hợp khi mà không có được điểm nói chung? Điều đầu tiên mà Tiến nghĩ đến khi đọc cái câu hỏi của Chi ấy, thì đầu tiên cái điều đầu tiên Tiến nghĩ đến đấy là cái việc mà liệu có khi nào chúng ta đang thiếu những cái sự biết ơn với nhau, cái việc cái sự kết nối hay là không có tiếng nói chung, cái việc mà sự kết nối và tiếng nói chung rất có thể nó đang đến từ cái mong cầu của thân mình đang có mong cầu của đối phương, mình đang có mong cầu cuộc sống thì mỗi thứ nó một tí được, mỗi thứ nó một tí thì nó sẽ khiến cho cái việc là cứ mong cầu có những vấn đề nó không được giải quyết, và chúng ta đang nhìn vào những cái phần thiếu của lĩnh vực, mặc dù cái lĩnh vực này nó cũng khá là đầy, nhưng mà chúng ta đang nhìn vào cái phần thiếu mà chúng ta quên mất, chúng ta cần nhìn vào những thứ không có và nhìn vào những thứ mà người kia đang có. Thì cái điều đầu tiên khi Tiến đọc cái câu hỏi này thì có nghĩ đến và là kiến nghị của mình và Chi. Khi mà đặt câu hỏi này thì đến, nếu là Tiến thì sẽ nhìn vào phần có của mình để mình biết ơn. Trước hết là mình phải biết ơn cái người này, là bản thân là cái người chồng, người vợ họ xuất hiện trong cuộc đời mình để cho mình có được cái cảm giác yêu thương và được yêu thương, họ mang đến cho mình cảm giác, sau đó là họ cùng mình sinh ra những đứa con để cho mình được cơ hội để làm cha làm mẹ. Đương nhiên thì khó khăn trong cuộc sống cũng giúp chúng ta trưởng thành hơn, và cái việc là cái sự kết nối hay là chưa có tiếng nói chung là bởi vì liệu có khi nào chúng ta chưa thực sự chúng ta đặt thời gian xuống đặt cái tôi xuống để chúng ta lắng nghe đối phương và trưởng thành, có khi nào mà chúng ta đã chưa thực sự hiểu đối phương và chúng ta thương đối phương theo cách mà chúng ta muốn thương, có khi nào mà chúng ta ngồi xuống với cả một nửa chúng ta lắng nghe một cách trọng đại, chấp nhận những cái tốt của họ, chấp nhận biết ơn những cái tốt của họ và chấp nhận cả những cái giờ. Bởi vì Tiến chia sẻ với cả Chi là bản thân Tiến cả Cún cũng có những cái lời như vậy, khoảng độ 3-4 năm nay thì mọi thứ nó mới rất là hòa hợp, còn trước đó thì như Chi đồng hành với cả Cún cũng rất là lâu, Nhí cũng thế, cũng hơn chục năm nay rồi, thì mọi người có thể thấy được là trong những năm đầu yêu nhau thì các cặp đôi thậm chí mới lấy nhau thì nó sẽ xảy ra rất là nhiều những vấn đề như là kết nối, rồi nhiều khi mà tiếng nói chung không có, trong kể cả việc dạy con, việc đối xử với gia đình, lẫn công việc, lẫn cả mối quan hệ xung quanh. Nhưng mà sau này thì mình mới nhận ra được là mình không thể nào mình ngồi đối diện với vợ được. Bởi vì khi đối diện với vợ như thế thì bản thân là mình sẽ có những cái sự phản ứng như thế, nên mình chọn cách là bây giờ mình quay lại ngồi bên cạnh, mình ngồi bên cạnh ở đây là để mình cùng với người này nhìn về mặt hướng, mình coi họ là đồng minh, bởi vì họ là một nửa của mình, cho nên là nếu mà họ vui và họ hạnh phúc thì mình cũng sẽ được vui, và các con của mình
khi mà bố mẹ nó vui thì bố mẹ nó vui vẻ, bố mẹ nó hạnh phúc thì nó sẽ có được cái môi trường tốt để nó lớn lên phát triển. Cho nên là bây giờ mục đích không phải là đứng xa với người này nữa, mà bây giờ mục đích là làm thế nào để hòa hợp với người này, để hòa hợp. Bởi vì khi hòa hợp với người này thì tất cả mọi người đều có lợi, mình có lợi, người đấy có lợi, con mình có lợi, những người xung quanh có lợi. Thì bây giờ gia đình của ví dụ như tiền bún từ ngày chia sẻ với chi là từ khi mà hai vợ chồng hòa hợp với nhau, cái hòa khí mọi thứ nó ổn, tất cả mọi người đều được gọi là được nhận được lợi lạc từ cái hòa khí đó, từ con cái, bố mẹ, gia đình, thậm chí là kể cả bạn, đúng không? Như bây giờ hai vợ chồng bây giờ cùng đang đèo lái một đường mũ, mà nếu hai vợ chồng mà cứ cãi nhau chửi nhau thì rõ ràng là họ sẽ có những cái quyết định ảnh hưởng trực tiếp đến cái gì đó, chưa kể đến cái câu chuyện là cái không khí làm việc. Nhưng mà bây giờ khi mà hạnh phúc với nhau thì rất có thể lại trở thành một tấm gương cho những người mà đã có gia đình, thậm chí là tấm gương cho cả những người em mà đang chuẩn bị lập gia đình như anh Thư. Nhìn vào tự nhiên là thấy cái việc là anh chị yêu thương nhau, mình có cảm động sẽ hạnh phúc. Và bây giờ thì mình tôn trọng cái sự khác biệt, mình chấp nhận cả cái giờ của người này, mình biết ơn sự có mặt của người này trong cuộc đời. Thì tiếng nghĩ là cái việc mà tìm ra tiếng nói chung cũng như là cái sự gắn kết và kết nối thì nó sẽ là một cái quả tự nhiên cho. Còn có một cái nữa thì người gặp, đấy là cái việc là khi mà một cái mối quan hệ giữa mình với chồng, hoặc là giữa mình với các thành viên trong gia đình, giữa mình với con, giữa mình với đồng nghiệp mà nó chưa phải là cái mối quan hệ mà kết nối được như mình mong muốn, hoặc là vẫn còn có những cái tiếng nói không được chung lắm, thì bây giờ thì nếu coi nó là một cái kết quả thì cái nguyên nhân phải thay đổi. Và có một cái sự thật là chúng ta không thể thay đổi bất cứ một thứ gì ngoài chính mình. Mình không thể ngồi một chỗ mà mình muốn là cái thay đổi, mình chỉ thay đổi chính mình. Vậy thì làm nào? Mình phải tìm ra cái điều mình có thể. Mình đã lắng nghe người này chưa? Và những cái lời nói của mình có bao giờ mình khi mình nói chuyện với người này mình phải gắn cả thái độ và cảm xúc của mình không? Liệu có khi nào mình mong cầu người này nhiều quá? Đã bao giờ lần gần đây nhất mình biết ơn người này là khi nào? Và khi mình thay đổi mình thì tự nhiên mình sẽ thay đổi cả cái hành vi, cái ứng xử của mình với người đó. Và khi người kia nhìn thấy mình thay đổi như vậy thì cái việc họ thay đổi nó sẽ là đến sớm của mình. Và khi mình thay đổi thì cũng có thể sẽ thay đổi. Và cái việc tìm được thì nói chung hay sự kết nối đó thì nó sẽ xảy ra một cách rất là. Thì đấy là lý do thì sao mà trong các cái buổi họp chung của công ty thì Tiến vẫn luôn luôn nói với cả mọi người là đây nó là cái đúc kết của cuộc đời sau 35 năm. Cái cách tốt nhất để mình yêu thương tất cả mọi người đấy chính là khiến bản thân mình tốt lên. Bởi vì khi bản thân mình tốt lên, bởi vì mình không thay đổi được mọi người, cuộc đời này mình chỉ thay đổi được chính mình thôi. Và mình yêu thương mọi người bằng cách là gì? Thay vì cái việc là mình làm cái việc gì đó cho mọi người, mình nói cái điều gì đó thì mình thay đổi chính mình. Mọi chị có thể thấy rằng là ngày xưa nó tiền cũng bia rượu, tiền cũng hút thuốc, thậm chí còn hút cỏ, thậm chí liên quan công ty còn bỏ cỏ ra cho mọi người hút. Nhưng mà khi tiền thay đổi, mọi người thay đổi. Khi mà tiền rèn luyện tập thể dục thể thao, nên là công ty cũng có văn hóa thể dục thể thao, mua cái đơn thể dục thể thao. Và nó đến từ cái nhân của mọi nguyên nhân, thậm chí. Và bây giờ khi mà mình ăn chay, cái tâm tính mình nó nền nã thì nó dễ sử dụng, nó nhu nhuyến hơn thì tự nhiên là các mối quan hệ nó sẽ nhẹ nhàng. Thì đấy là cái mà cái giải của mình. Biết ơn đấy, mình biết ơn người ta, mình chấp nhận người ta, mình quay về mình sửa đổi chính bản thân mình. Để nó hoàn thiện tốt. Thay vì cái việc mà mình muốn, bây giờ mình gieo, mình gieo hàng, mình sửa cái nguyên nhân. Đấy là cái câu hỏi của Tiến, câu trả lời của Tiến cũng dành đến Chi. Thì không biết là Chi có phản hồi gì với Tiến không? Thank you.
chúng ta chính là chất lượng của các mối quan hệ xung quanh. Mọi người thử quan sát được. Nếu mà mọi người, nếu mà chúng ta hạnh phúc với cả những người thân trong gia đình của chúng ta, thì khi chúng ta về nhà chúng ta cảm thấy rất hạnh phúc. Và khi mà mối quan hệ của chúng ta tốt với cả những anh chị em đồng nghiệp, khách hàng, nhân sự gọi là việc của chúng ta, thì chúng ta đến đây là chúng ta cảm thấy rất hạnh phúc. Và cái cách tốt nhất để xây dựng mối quan hệ, cũng như là cái cách tốt nhất để hạnh phúc đối với mối quan hệ đấy là gì? Thấy lỗi mình không thấy lỗi người. Có nghĩa là khi mà vấn đề xảy ra thì mình nhìn thấy lỗi. Có nghĩa là khi mà mình tập trung, mình phải dành cái năng lượng đấy để mình tập trung, mình nhìn thấy lỗi của mình thì mình ít thời gian để mình nghĩ lỗi của người. Còn nếu khi nào mà mình nhìn thấy cái lỗi của người ấy, thì mọi người hãy nhớ là hãy góp ý ba đúng. Mình lúc kết lại là góp ý ba đúng. Một, thời điểm khi mà người ta đang nóng giận, khi cái sự việc đang xảy ra, đừng góp như thế này, để cho mọi thứ nó sôi. Khi người ta đủ bình tĩnh trở lại rồi, mình chọn cái thời điểm. Thứ hai là bối cảnh. Bối cảnh ấy, bây giờ mình tiến với giáo dục, anh đang muốn góp ý linh ra thì ở đây nó không phải là bối cảnh để góp ý, bởi vì có mọi người chỉ cần có thêm một người khác thôi là chúng ta có thể góp ý, bởi vì tự nhiên nó sẽ có một cái rào cản về tâm lý, chúng ta sẽ phản ứng lại ngay. Nhưng mà khi mà chỉ có hai anh em với nhau thôi, bây giờ là đấy nhá, cô nhá, có anh với cô thôi, anh thấy đây sự việc nó xảy ra rồi, có mỗi anh với em thôi, thì anh chia sẻ với em góp ý của anh, nó có thể đúng sai, nhưng mà đây nó là cái việc mà anh nghĩ là anh nên nói với em, bởi vì nó sẽ tốt hơn. Và nếu trong trường hợp mà nó đúng thì em hãy phản hồi lại nhé. Và nếu trong trường hợp mà anh sai thì coi bỏ qua cái chuyện này, bởi vì anh cũng chỉ muốn tốt hết. Và cái thứ ba là một cách là nói vì lợi ích. Cho nên là cái mà chị vừa nói là rất có thể chúng ta đưa một cái thông tin nào đó, đưa một cái thông điệp nào đó, hoặc đưa một cái câu chuyện nào đó, chúng ta hay bị thế bây giờ cảm cảm xúc và khi cảm thái độ cảm xúc thì tự nhiên là người kia người ta cũng sẽ phản ứng lại với chúng ta trong thái độ. Đến Mai Hương. Mai Hương có đặt hai câu hỏi là làm sao để nuôi dạy con mà không cần đến mắng và đòn roi, và nên xử lý thế nào khi dạy con cái mà bà can thiệp quá sâu vào việc dạy dỗ, và mặc dù đã nói với ông bà nhiều nhưng mà ông bà vẫn hay rót chảy. Thì Mai Hương muốn đưa cái câu hỏi này. Bản thân em thì cũng là một người mạnh thân thân nhá, thì em là kiểu em đang bị phân vân giữa một là phải mạnh mẽ, hai là phải kiểu vừa mềm mỏng với con, vừa làm cha vừa làm mẹ, nên em muốn hỏi cái câu hỏi đấy để em không biết, chưa biết dung hòa hai cái đó với nhau. Làm thế nào để dạy con mà không cần mắng cần đòn roi? Câu hỏi này hiền quá, thì mà chúng em đang gọi là rất là biết dung. Thật ra là cái câu hỏi này thì không phải là chỉ có Cương quan tâm đâu. Thật ra là tất cả ông bố bà mẹ đều quan tâm. Bố bà mẹ đều quan tâm. Bây giờ quay trở lại là cái việc mắng và đòn roi có phải là chúng ta đang phản ứng lại với con? Đang là phản ứng đúng không? Chúng ta mắng và chúng ta roi bỏ, nên là chúng ta đang phản ứng. Và tại sao chúng ta phản ứng? Và phản ứng với thế thì chúng ta đang phản ứng với một cái bất như ý mà chúng ta không như ý với con. Chứ chả ai nhiên là con nó ngoan không cả. Chả ai nhiên là cậu roi buộc nó khi nó ngoan cả. Có nghĩa là cái việc mà mắng và roi bỏ là chúng ta đang phản ứng lại với một cái bất như ý của chúng ta với con cái. Và nguyên nhân nó đến từ cái việc là con cầu của con. Con cầu của con. Và chúng ta càng mong cầu của con bao nhiêu ấy, thì chúng ta lại càng bất như ý bấy nhiêu. Chúng ta mong cầu ít thì chúng ta mới lớn tiếng. Chúng ta mong cầu lớn là nó, chúng ta lại cầm roi. Vậy thì bây giờ làm thế nào để không có roi? Chả nhẽ không mong cầu à? Chả nhẽ không mong cầu? Không, đúng rồi. Cái việc mà bây giờ nhé, bây giờ anh hỏi Hương như này, có phải là cái mục đích của em là muốn con trở thành một người tốt, một người tử tế? Chúng ta rất hay bị mắc một cái sai lầm như này. Chúng ta muốn một thứ nhưng mà chúng ta làm cái việc chúng ta làm ấy, thì nó lại không đưa chúng ta đến như thế. Chúng ta muốn con trở thành một người tử tế, muốn con ngoan, nhưng chúng ta lại mắng con. Nhưng cái mắng con lại không giúp con trở nên ngoan. Đánh con lại không giúp con trở nên ngoan. Thật ra là cái việc mà chúng ta mắng và chúng ta đánh con, nó là cái việc là chúng ta đang phản ứng lại cái mong cầu đó. Và cái việc làm này nó không đưa chúng ta đến cái nơi chúng ta muốn. Thì bây giờ thì làm thế nào?
nếu mà muốn con ngoan, nếu mà muốn con mà tự lập, muốn con mạnh mẽ như em nói, nếu coi đấy nó là một cái quả, thì thay vì cái việc chúng ta ngồi một chỗ chúng ta muốn nó, thì bây giờ chúng ta phải làm cái gì đấy để nó ra cái quả. Chúng ta phải đi gieo nhân để ra cái quả. Em đang muốn ăn một cái quả gì đấy nó ngọt, nó thơm, giống như cái quả mít. Bây giờ em phải, cái việc của em là em phải đi trồng hạt mít, em đi chăm nó, tưới nó, nó mới ra quả mít, đúng không? À, nhưng mà về cái quả mít như thế thì do ngọt thì nó không ra được quả mít. Thế bây giờ làm nào để con mạnh mẽ? Em đang muốn đi muốn điều gì được con? Nghĩa là anh muốn là con sẽ tự lập hơn. Tự lập đúng không? Hoặc là nó sẽ biết nhiều, tức là sẽ biết chăm sóc những cái gì mà mình muốn cho nó để nó kiểu như là nó sẽ hướng đến những cái điều tốt hơn ấy ạ. Vậy thì bây giờ anh hỏi Hương là em đã làm gì để cho con nó được như thế? Thì hiện tại bây giờ thì em đang cố gắng để làm gương cho con. Ví dụ như là em có thể nhìn thấy những cái ngoài đường, em nhìn thấy những cái người mà kiểu như là khổ ấy, em sẽ để là đây này con cần thì con sẽ giúp đỡ người ta, con thấy là thì con có những cái đấy, nhưng mà biết là hiện tại đang ở trong cái giai đoạn dậy thì thế ạ. Thế thành ra là con có những cái suy nghĩ kiểu như là ở lớp thì giữa hai em ngoài các bạn tác động vào, như là các bạn ở lớp thì rất là hay đánh nhau hay là mắng nhau, thì con về con cũng hiểu như là bây giờ bạn đánh con sẽ đấm lại bạn, đánh lại bạn, hoặc là bạn chưa đánh thì mình sẽ phản ứng trước. Đấy là hiện tại là con đang có cái kiểu như là đang bị kiểu bên ngoài các bạn ấy tác động rất là nhiều đến tâm lý của con. Chắc là Hương cũng nghe câu nói là lá vàng là của đất khô, đúng không? Nhìn cây sửa đất, nhìn con sửa mình. Khi mà mình mà muốn dạy con biết kiểm soát bản thân, biết kiểm soát cảm xúc, thì mình phải dạy con được cái việc là mình cũng phải kiểm soát được cảm xúc của mình và kiểm soát được cái bản thân. Ví dụ thấy con nó có những bất lý như vậy thì mình phải kiểm soát bản thân. Bởi vì là nếu mà trong trường hợp mà mình đưa cho con một cái thông tin gắn với thái độ cảm xúc như vậy thì rất có thể là nó sẽ đi ngược lại với cả cái mục đích ban đầu. Thì hôm trước thì có chị Trang tháng tư, chị cũng hỏi bây giờ là làm thế nào để giúp cho con trở nên mạnh mẽ hơn, tự lập hơn. Thì bây giờ thì nếu mà cái việc mạnh mẽ và tự lập là một cái quả, thì cái nhân của chúng ta là chúng ta phải cho con được, nó được quyết định những cái việc mà nó xảy ra. Bạn cua nhé, bạn cua bây giờ bạn kiểu thì nhỏ không nói, nhưng bạn cua ấy, là tất cả những cái việc xung quanh của bạn ấy, bạn ấy đều là cái người được quyết định hoàn toàn. Và tiến với cún ấy, chỉ là cái người mà cho bạn ý cái phương án và cái kết quả. Ví dụ đến giờ này con phải đi học, sáng 6:30 giờ dậy đi học, con có thể con ngủ tiếp nhưng mà ngày hôm nay con sẽ nghỉ học, con dậy con đi học ngày hôm nay, là nếu con ngủ tiếp thì con sẽ được nghỉ học. Bạn sẽ là người được lựa chọn. Con có 35 phút để con ăn cơm, nếu con ăn cơm sau 35 phút con chưa ăn xong thì hôm nay là con sẽ ở nhà, con không được đi ăn, thế thì được không? Bạn sẽ là người lựa chọn và bạn ấy sẽ không bị mình bắt bạn ấy phải làm cái này phải làm cái kia. Và người lớn của chúng ta thì thường hay bị mắc một cái sai lầm là bạn có và chúng ta lớn hơn con. Ví dụ như giả dụ bây giờ Tiến với cả Hương là 35 tuổi đầu rồi và chúng ta đã trải qua rất là nhiều những cái trong cuộc sống và chúng ta đã rất biết cái việc là làm cái việc này thì gây đến hậu quả gì, làm cái việc này gây hậu quả gì. Nhưng cái thứ chúng ta đã mang đến cho con đấy là gì? Là con phải cái này, con phải. Nhưng mà chúng ta cũng cho nó biết được cái nhân quả, việc là con làm cái này thì nó sẽ dẫn đến cái gì, con làm cái kia nó dẫn đến cái gì. Rất có thể là chúng ta đang chưa dành thời gian để chúng ta làm cái gì. Nếu một đứa trẻ con chẳng hạn, như nó chưa sờ vào điện bao giờ, nó chưa bị giật điện, thì đối với nó điện nó không phải là nguy hiểm. Nhưng chúng ta, bởi chúng ta có trí tuệ, chúng ta biết rất nhiều người bị chết điện giật, cho nên chúng ta bảo là không được sờ vào điện. Nhưng thường là chúng ta nói là không được sờ vào điện. Muốn ngồi điện và tập ngồi điện thì đều bị hướng lại như thế. Thì thật ra là như thế thì nó là cái tâm tưởng của mình, nó đang dùng cái tâm tưởng nó bất thành. Thì cái việc mà em có thể em thấy được là mọi thứ nó quan sát lại những cái việc đã xảy ra, những cái lời mình nói, những cái việc mình làm thì mình có thể mình nhìn thấy vấn đề là mình có thể mình sửa ấy. Thật ra là nó là một trong những cái lợi lạc nhỏ của cái việc là khi mà em bình tâm lại quan sát lại mọi thứ. Nhưng mà à, đấy thì nó không phải là cái mục đích của cái việc tiến hướng đến. Thì khi mà em ngồi thì thật ra là em ngồi cũng được, hoặc là em đứng cũng được, em nằm cũng được, em nằm cũng được,
em đi cũng được, nhưng mà em câu chuyện là em nghĩ về những cái gì đã xảy ra, và giống cái câu chuyện là em đang quan sát lại em phân tích xem là những cái gì đã xảy ra nó đúng sai như nào, hay giờ như là có bài học gì không, tự quyết lại cái sửa bản thân, thì nó là một cái kỹ năng nhưng mà nó là một cái thói quen rất là tốt. Nhưng mà nếu mà để mà thiền thì cái mục đích của thiền là nó đưa cái tâm của mình nó về với thân, là để em có một cái thói quen là luôn luôn ở trong, sống trong khoảnh khắc hiện tại. Bởi vì cái việc mà em quan sát lại quá khứ ấy, nó không sai, nhưng mà những điều nó đã xảy ra trong quá khứ ấy, thì em không sửa, mà những cái mong cầu nó sắp xảy đến trong tương lai thì nó chưa đến. Và cái thứ duy nhất trong cuộc đời này em có thể thay đổi được chính là hiện tại. Và khi mà chúng ta được sống trong hiện tại nhiều nhất có thể, thì có nghĩa là chúng ta được tiếp cận với cái sự mầu nhiệm của cuộc sống. Ví dụ như là anh đang nói là em dậy không 5 giờ sáng, anh dậy không 5 giờ sáng nhé, đứng ngoài ban công, tâm mình, thân mình đứng ngoài, mình cảm nhận được sương mù, mình cảm nhận được giọt sương, mình cảm nhận được tiếng chim hót, mình cảm nhận được cái nắng, anh đang nóng lên. Nhưng nếu trong trường hợp mà anh vẫn đứng ở đấy nhưng anh nghĩ về một cái điều gì nó đã xảy ra, thì rất có thể anh không còn được tiếp xúc với những cái thứ mà anh nghĩ. Và có một cái sự thật là khi mà mình sống hiện tại thì cái trạng thái thiền nó đưa mình nhau đến, đưa bản thân mình đến một cái trạng thái là mình luôn an ổn trong cái khoảnh khắc hiện tại này. Và ở trong hiện tại này, thì cái thứ quan trọng nhất nó chính là cái sự thanh thản, cái an lạc trong tâm. Và khi mà mình nhận thấy được cái thanh thản của cái sự an lạc của tâm hồn mình ấy, thì tự nhiên là mình sẽ phát hiện ra là điều gì nó sẽ khiến mình bị mất an lạc, những cái sự nóng giận bên trong mình nó khởi lên như là nó khiến mình mất đi sợ, và mình nhìn thấy cái nguyên nhân, và tự nhiên là mình quan sát, mình thấy được cái điều đó rồi thì mình sẽ không làm cái điều đó, mình sẽ không nói những lời nó tổn thương, mình sẽ không làm những cái việc mà gây mang đến cái sự phiền muộn, cái khổ đau. Bởi vì khi trong hiện tại thì mình quan sát được cái tâm của mình, quan sát được cái cảm xúc, cái điều gì chúng ta, tất cả những cái gì chúng ta đang làm trong cuộc sống, hay gọi điện cho khách hàng, chúng ta đi, chúng ta xây dựng mối quan hệ, chúng ta làm, chúng ta đi liên hoan, chúng ta có những cuộc vui, cuộc chơi, cuộc ăn uống, chúng ta đều để tìm kiếm và hướng đến cái sự hạnh phúc của cuộc sống. Vậy thì hạnh phúc đó là gì? Nó là tiêu chuẩn của mỗi người, thực ra nó là cái trạng thái mà thanh thản, an lạc, bình an cuộc sống. Mà em có thể em duy trì, hoặc là em khi nào em có đủ nhân duyên em có thể em ngồi chia sẻ riêng với em, thì em khi mà em đủ bình an rồi thì em sẽ nhận thấy được một điều là em có thể mang được cái bình an này đến hơn, bởi vì chúng ta không thể cho người khác cái thứ chúng ta không có. Đấy là lý do vì sao mà nếu mà Hương mà không kiểm soát được bản thân Hương thì Hương cũng không thể dạy con Hương kiểm soát được. Thì chúng ta vẫn còn nặng lời với con, vẫn còn cầm roi đánh con, thì chúng ta cũng không thể nào dạy con, không đến trường không đánh bạn. Nếu mà chúng ta có, ví dụ như là nếu mà chúng ta muốn đưa người khác đi về phía ánh sáng thì chúng ta đi trước. Giả dụ như tất cả anh em chúng ta ở đây ngồi trong hầm tối và Tiến biết con đường đi ra về phía ánh sáng thì buộc Tiến phải đi trước để dẫn mọi người. Làm sao Tiến ngồi trong thiên trì với mọi người? Và khi mình đi về phía ánh sáng thì mình dẫn mọi người đi. Hay nói cách khác là mình cho người khác được tự bản thân mình bình an, mình an ổn. Mình kiểm soát được bản thân, mình kiểm soát được cảm xúc của mình kiểm soát được những mong cầu, kiểm soát được cả những ăn, những uống, chơi bời của mình kiểm soát, mình không giảm đi ham muốn về danh lợi, về tiền bạc, quyền lực. Bây giờ mọi người thấy Tiến dùng Facebook nữa, nó ít xuất hiện. Từ khi mình ít xuất hiện thì mình không còn mong cầu là mình phải xây dựng hình ảnh của mình được hay khác nữa. Đúng không? Quần áo bây giờ mà phải chúng ta đây, em mặc cái gì mà phải đây. Ăn uống thì cứ rau củ quả nữa. Từ khi ăn chay từ mấy năm trời không bao giờ nói đâu là em muốn ăn cái này, muốn ăn cái kia. Cơm sáng các bạn chuẩn bị cho cái gì để làm có bao giờ hết không, ví dụ không có nghĩa là mình đang cố gắng mình giảm đi những cái mong cầu đấy để mình không bị dính mắc vào những cái thứ đó, có nghĩa là không có những thứ đó mình vẫn có thể mình vui lòng, và mình không vì không có cái thứ đó mà mình mất đi cái sự thành thơ của mình. Như ngày xưa thì có thể là ăn cái này không ngon,
tại thời điểm mình nói ăn chỗ này nó không ngon là mình đang bị phiền lòng, chơi chỗ này không vui. Thì tại thời điểm mình nói là chơi chỗ này không vui có nghĩa mình đang so sánh với những thứ đã xảy ra, và rất có thể cái việc mà mình quyết định là chơi chỗ này không vui thì mình sẽ khiến mình không vui. Mọi người thử, khi mà chúng ta nói là chúng ta ở cái người này người ta không ổn, người này người ta không tốt, thì mình ngay lập tức khi mình ngồi cạnh người đó, mình nhìn thấy người đó thì mình mất đi sự an lạc. Đời mình không làm, không phải tiến lên tất cả mọi người, chúng ta không làm gì trong cuộc đời này, chỉ duy nhất một thứ chúng ta làm đấy là giám định. Mọi người để ý, chúng ta giám định chúng ta nói điều gì, giám định chúng ta làm cái gì, kể cả việc chúng ta nghĩ chúng ta giám định nhé, chúng ta nghĩ chúng ta giám định xem chúng ta nghĩ về cái gì, nhưng chẳng qua là chúng ta đang không kiểm soát được nó là bởi vì chúng ta có một cái nếp mọi thứ chúng ta cuốn theo. Ta chưa làm chủ được suy nghĩ của mình, chưa làm chủ được lời nói của mình, và chưa làm chủ được hành động của mình. Có những người mà chọc vào cái là nổi giận, đúng không? Có những người chọc vào cái nổi giận là bởi vì người ta chưa kiểm soát được hành động, chưa kiểm soát được cảm xúc. Có những người là khi mà người ta giận là người ta nói vung xí mẹ, người ta nói không quan tâm đến cảm xúc người khác là gì. Có những người là bởi vì người ta không kiểm soát được. Và có những người mà khi mà đặt những cái lợi ích trước mắt người ta, có những người đông đặt những cái mà gọi là những cái xúc lạc trước mặt người ta, là người ta sẽ mất kiểm soát, là bởi vì người ta chưa kiểm soát được ý nghĩ của người ta. Và những cái người đấy họ vẫn đang là nô lệ của hành động, là nô lệ của người ta, và suy nghĩ. Cho nên là mình vẫn cố gắng là mình làm sao mình bớt dính vào để mình làm chủ. Bởi vì khi mình làm chủ mình rồi thì mình sẽ làm chủ được cuộc đời. Và khi mình có một cái gì rồi thì có thể mình sẽ mang trao tặng cho người khác. Khi mà có những người niệm Phật thì
nó không khác gì khi mà chúng ta đang nóng giận và chúng ta quan sát hơi thở. Cái việc chúng ta quan sát hơi thở, quan sát cái luồng không khí nó chảy ra, chảy vào, nó hít ra ở cái vùng nhân trung này, mục đích của nó là định tâm, để cho chúng ta tách chúng ta ra khỏi cảm xúc đó, để chúng ta tách chúng ta ra khỏi vấn đề đó. Thì cái việc chúng ta niệm Phật, niệm hồn danh của Phật thì nó cũng giống như vậy, là để là gì, là để nhắc nhở chúng ta là cần phải tỉnh táo, nhắc nhở chúng ta là tỉnh thức, nhắc nhở chúng ta cần phải định là cái tâm là tâm chúng ta đang bị loạn, đang bị bỏ lỡ. Đây là dưới góc nhìn của anh, nó có thể bị bỏ sai, nhưng với anh ấy, để đạt được một cái điều gì đó chúng ta phải hành động. Và khi mà chúng ta kêu tên một ai đó, giống như việc là chúng ta đi ra ngoài đường, chúng ta bị bố mẹ, bị ai đó bắt nạt, ai đó hành hung chúng ta ngoài đường, thì bây giờ làm thế nào để chúng ta không bị đánh nữa, và làm thế nào để chúng ta ít bị tổn thương nhất, thì chúng ta phải chạy, hoặc là chúng ta phải chống cự, hoặc chúng ta phải lao về phía công an, chứ không thể là chúng ta ngồi đấy chúng ta gọi tên bố tên mẹ chúng ta. Cái việc gọi tên bố tên mẹ có thể là nó đỡ đau được một tí về mặt tinh thần, nó không, đây là dưới góc nhìn của Tiến, góc nhìn của anh Hương nhé, nó có thể là đúng, có thể sai, từ nó là cá nhân. Nhưng với anh ấy thì anh nhắc lại một lần nữa, anh không theo bất cứ tôn giáo gì cả, và anh mọi thứ nó phải được giải thích một cách rất logic và khoa học. Thì mình nói chuyện với nhau ở đây là nó phải mắc cái tính thuyết phục. Muốn hạnh phúc thì phải làm những cái việc gì đó để chúng ta đạt được cái quả hạnh phúc, chứ là chúng ta có tên được hạnh phúc. Hạnh phúc là gì này? Và ví dụ như muốn đạt được một cái điều gì đó thì chúng ta phải làm những hành động để giúp chúng ta đạt. Bây giờ cứ bảo là niệm Phật để chết đi vào xanh được cái thực đạt nào đó, một cái cảnh giới nào đó, nhưng mà an vui. Và cái thứ mà chúng ta cần ấy, là làm thế nào để chúng ta an lạc nhất trong cái hiện tại. Bởi vì chính cái sự an lạc trong hiện tại này, nó là một cái nhân lành. Và cái nhân lành này nó không chỉ có lợi cho chúng ta, mà có lợi cho tất cả những người xung quanh. Mọi người thì quan sát xem nhé. Tại thời điểm này Tiến rất an lạc, rất bình an. Và khi mình bình an thì mình đủ tỉnh táo để mình chỉ kể những câu chuyện
giá nó phản cái giá thành ấy là nó phản ánh về cái giá trị của khách hàng nhận được. Khi khách hàng nói cao có nghĩa là một là họ đang giả vờ họ quên đi cái giá trị của mình, hai là họ đang quan tâm về giá. Cho nên là tại thời điểm đó thì mình hãy nhắc họ về cái giá trị mà họ sẽ nhận được khi mà họ đến với mình. Thì đấy là cái cách làm của anh. Họ quan tâm đến giá thì mình nhắc họ về giá trị, về cái tiền nào. Và khi mà em chắc chắn, em biết rõ về những cái giá trị em có thể mang lại cho khách hàng thì rất có thể em sẽ thuyết phục khách hàng để khách hàng thấy được là cái giá mình đưa ra là giá rẻ. Nếu mà họ hiểu được thì họ là khách hàng của mình, mà không hiểu được rất có thể họ không phù hợp với khách hàng. Bởi vì nếu mà trong trường hợp mà họ cứ nói giá cao và mình lại đi cạnh tranh về giá thì rất có thể đây là mình đang tự phản chính mình. Và còn một cái phương án nữa, nếu mà họ quan tâm về giá thì mình hãy sử dụng cái phương pháp là cắt lát sashimi. Giả dụ như là một cái sản phẩm chúng ta sử dụng trong vòng 2 năm, anh đang giả dụ một cái lớp mày của chúng ta trong vòng 10 triệu, 2 năm em chia ra cho anh cũng 700 ngày, chia ra 700 ngày, mỗi một ngày người ta dùng cái sản phẩm đẹp như vậy mất có hơn 1.000 4 tự tin ở một cái đơn vị như nhà mình nó ở giá trị, một cái đơn vị đưa ra nó cũng là một trong những giá trị. Giá nó, mọi người nhớ lúc là khi mà chúng ta nói về vấn đề về giá thì thường là chúng ta xem cái tiêu chuẩn của chúng ta, chúng ta so sánh với cái khả năng chi trả. Thế còn nếu mà đấy là lý do vì sao mà hãng xe Ferrari và hãng xe Lamborghini người ta không bao giờ quảng cáo ở trên TV, bởi vì khách hàng họ không làm thế, khách hàng họ không làm thế, họ sẽ không quảng cáo ở cái nơi mà không có khách hàng. Đấy là cái góc nhìn của anh. Còn về vấn đề về khách hàng thì chia ra làm nhiều tính cách thì thật ra là ở trên mạng thì nó cũng rất là nhiều, nên là anh thì chỉ nói về cái góc nhìn của anh thôi. Khách hàng với anh thì có hai đối tượng khách hàng, một là khách hàng họ biết vấn đề của họ và họ biết họ muốn gì, hai là khách hàng họ không biết vấn đề của họ. Đối với khách hàng thứ nhất là họ đã biết vấn đề của họ thì bây giờ thì mình sẽ tiếp cận họ với việc là mình lắng nghe họ, mình lắng nghe họ để xem là cái nhu cầu, cái mong muốn của họ, mình phân tích xem là những cái mong cầu đó, mong muốn đó nó phù hợp với cái giải pháp nào bên mình và mình cung cấp cho họ cái giải pháp để giải quyết vấn đề của họ, để cung cấp cho họ một cái phương pháp của bên mình đang có để giải quyết vấn đề của họ dựa trên cái yếu tố là mang đến lợi cho họ. Cái từ kinh doanh ấy, mọi người nhé, cái từ kinh doanh ấy, là theo cái từ mà Hán Việt nó dịch ra, nó là cái từ là khiến những người lạ có cái trải nghiệm hạnh phúc khi mua hàng. Cái từ kinh doanh nhưng mà dịch ra là khiến những người không quen biết có cái trải nghiệm hạnh phúc khi mua sản phẩm. Đấy là cái sự kinh doanh tính ra. Thì có nghĩa là gì? Là khách hàng đến với mình có nhu cầu rồi, lắng nghe họ, mình lắng tâm để mình nghe họ, phân tích xem cái vấn đề của họ đang gặp phải là gì, cái mong muốn của họ là gì, đúc kết lại là cái điều gì nó phù hợp với họ, mình đưa cho họ một cái giải pháp để giải quyết vấn đề của họ, mình lợi ích của họ. Đối tượng khách hàng thứ hai là họ không biết là vấn đề của họ, và rất có thể là cái khách hàng đầu tiên đó họ đến với một vấn đề nhưng mà mình lại biết là họ có nhiều hơn một vấn đề, thì mình bằng cái khả năng quan sát của mình, bằng cái khả năng phân tích của mình, và mình gợi mở ra cho họ cái giải pháp để có thể giải quyết vấn đề của họ. Thì thật ra là trong cuộc sống này thôi, thì chia sẻ với mọi người là ngay chính ngồi đây, bản thân các chị em đang khách hàng đầu, chị em đặt những cái câu hỏi, và dựa vào những câu hỏi đó thì mình phân tích được là những vấn đề mà chị em quan tâm, những cái điều mà chị em đang cần. Mình có thể là mình còn cái câu hỏi của Hương, còn những câu hỏi của Chi, còn những câu hỏi của Thủy Dương, thì mình phải quan sát lại, mình lắng nghe, mình đọc câu hỏi, mình phân tích và mình thử xem là mình đang có cái điều gì để có thể mang ra để giải quyết được vấn đề này cho các bạn, thì nó cũng đang đúng như mua hàng bán hàng. Dương đặt câu hỏi cho anh là Dương đang có những vấn đề đang bận tâm, và anh cũng phải xem là anh có cái thứ gì đó để anh đem ra
anh có thể sau câu hỏi của em cũng đọc nhưng anh thân đại cộng nó tổng hợp nó máy móc người tính cách như hướng nội hướng ngoại gia cảm mọi thứ thật ra là như thế thì chúng ta đem ra cái buổi này chia sẻ thì nó không buồn chúng ta cần đúc kết lại sao để cho nó phù hợp và bằng những cái gì anh có nào lớn hơn ha đi giải quyết vấn đề người khác kinh doanh là khiến cho những người không quen biết họ cảm thấy họ mãn nguyện họ hạnh phúc khi họ mua cái sản phẩm cái này nó đến từ cái kỹ năng nó rất là nhạy cảm tinh tế làm thế nào để lắng nghe được họ thì mình phải lắng tâm được nghe lắng nghe là lắng tâm được nghe mà quan sát ở đây mình không chỉ quan sát bằng mắt thôi mình quan sát bằng tất cả những thứ mình biết thế nào họ đang có vấn đề thì họ là ai họ cần những cái gì để giúp đỡ họ và khi mà mình bằng cái tận tâm của mình bằng cái sự tinh tế của mình thì cho dù họ là khách hàng khó tính cho dù họ là khách hàng hướng nội cho dù là họ là những khách hàng quan tâm về giá thì bằng cái việc lắng nghe bằng cái việc quan sát thì mình phân loại được họ giải quyết được họ trên đúng cái nhu cầu của họ đấy là cái câu hỏi của anh thì rất có thể là nó rất là mong muốn là nó có thể là nó mang lại cho em một chút thì nó là gì và để mà chi tiết hơn thì anh cũng mong là trong cái buổi học chị em tư vấn thì mọi người sẽ chia sẻ thêm với tôi riêng con cũng phản hồi thế có hai câu hỏi anh cảm thấy việc được yêu hay được tôn trọng là quan trọng hơn vì sao và câu hỏi số hai là anh nghĩ điều gì sẽ ngăn cản mình không có niềm hạnh phúc được vậy linh giang với cả anh thư là câu hỏi về tình yêu bởi vì hai chị em là tuổi yêu em muốn hỏi câu hỏi này anh nghĩ điều gì sẽ ngăn cản mình không có niềm hạnh phúc được vậy câu hỏi rất hay và câu hỏi hai thì nó mang đến câu trả lời này điều gì có thể ngăn cản mình không được hạnh phúc trọn vẹn không có bất cứ một cái điều gì có thể ngăn cản trừ chính bản thân mình có bất cứ một cái điều gì có thể trên cuộc đời này có thể ngăn cản trừ chính bản thân không ai ngăn cản mình hạnh phúc được trừ chính mình thì trước khi mà đi sâu vào cái câu hỏi này thì bây giờ quay trở lại câu chuyện là thế này và tại sao chúng ta khổ đau là bởi vì chúng ta muốn mà không được thì chúng ta khổ chúng ta không muốn tự nhiên lại được thì lại khổ chúng ta muốn một cái không gian họp mà nó mát mẻ một tí nhưng mà cái điều này chúng ta không làm được thì chúng ta khổ mà tự nhiên là chúng ta không muốn cái việc nó nóng tự nhiên nó nóng thì chúng ta lại khổ thế là khổ đau thế còn cái câu chuyện này nếu mà trong trường hợp mà chúng ta chấp nhận thì cái thứ nó đang xảy ra như là một cái lẽ tự nhiên của nó và mình bình an mình vượt qua nó cái việc là mình kiểm soát bản thân mình nó không phải là khổ còn hạnh phúc ở đây thì nó cũng là tiêu chí của mỗi người hạnh phúc ở đây là tiêu chí của mỗi người giống như là anh cố gắng mỗi một ngày anh cố gắng làm sao anh kiểm soát bản thân anh tốt hơn một chút để anh không bị mắc vào cái việc là mình cần phải có cái điều kiện gì bên ngoài thì mình mới được hạnh phúc không cần mình không cần phải mặc đẹp mình không cần phải ăn ngon mình không cần phải đi chơi nhiều mình không cần phải nhậu nhẹt rồi hút hít rồi chơi bời quan hệ với những người này mình không cần phải có quá nhiều tiền mình không cần phải được mọi người tôn trọng mình mới cảm thấy này mình không cần phải có những cái việc làm thì rõ ràng là cứ mỗi một ngày như thế mình rèn luyện mình như thế thì mình mới nhận thấy được là cứ mỗi một ngày mình đang cố gắng để bản thân mình nó tốt hơn nó giống như nếu mà ví cuộc đời chúng ta là từ khi chúng ta sinh ra đến khi chúng ta chết đi chúng ta như một cái người chạy marathon chúng ta chạy từ khi chúng ta sinh ra đến khi chúng ta chết đi chúng ta không được dừng lại và những cái người mà có nhiều mong muốn là những cái người mà mang theo nhiều hành lý vác trên vai nhiều hành lý muốn có nhiều bạn muốn được người khác tôn trọng muốn có một cái nhà đẹp muốn có những cái vật chất này muốn tiền nhiều rồi muốn rất nhiều thứ thì tất cả những cái muốn đấy nó giống như hành lý trên vai thì nếu mà trong trường hợp mà mình mà cứ làm cái người chạy marathon như thế thì có lẽ là mình nếu mà mình bỏ đỡ được cái muốn đấy ra thì mình sẽ chạy rất mệt hơn và mỗi một lúc chạy của mình thì mình sẽ hạnh phúc hơn và để mà ngăn mình không được hạnh phúc trọn vẹn thì không có ai ngăn được không có ai nếu mà không có ai khiến mình mà không mình mà có thể làm chủ được bản thân mình không nhờ ai mà hạnh phúc thì tự nhiên là mình cũng không cần ai để nếu
nhưng mà mình không bị dính mắc vào vật chất thì không cần những thứ đó, mình vẫn có thể. Đến bản thân là nếu mà gọi là nếu mà những cái người mà nghèo khổ, nếu mà chúng ta cái tiêu chí nghèo khổ thì những cái người ở châu Phi ấy, họ GDP họ thấp nhất thế giới, một ngày họ chỉ kiếm được nó được rồi từ 12.000 tính là có những nước nghèo đến độ như vậy, nhưng họ vẫn hạnh phúc, họ vẫn hạnh phúc. Và những cái người cực khổ hay là những cái người mà thiếu thốn mất tay mất chân mất chi, họ họ vẫn hạnh phúc, đâu có phải là vì họ mất cái đấy mà họ cướp đi hạnh phúc của họ đâu. Cho nên là chỉ có chính cái tâm trí của mình nó mới ngăn được mình không hạnh phúc. Hay nói cách khác, chính những cái mong cầu của mình nó khiến mình mất đi trạng thái. Cái hạnh phúc ở đây, hạnh phúc trọn vẹn ở đây, nó có thể nói là nó là cái sự an lạc của hạnh phúc, nó là chính cái sự bình an của mình. Chỉ có mình mới là có thể được. Khi mà em mà bình an, giống như anh bây giờ bình an thì đang ngoài đường mà ai có mắng chửi anh, hay thậm chí có người ta có không kiểm soát được người ta, mà người ta có làm gì người ta đấm mình một cái thì có thể là mình có thể mình giận một chút, hoặc có thể mình có mình vẫn chưa đến được một cái mức độ là mình có thể mình tha thứ ngay cho người ta tại cái khoảnh khắc đó, nhưng ít nhất là ngay lập tức là anh cũng sẽ cố gắng hoàn toàn làm chủ bản thân mình để nó không xảy ra cái điều gì có thể đến với mình, mà chứ không thì bây giờ này, nó gây hại cho mình và người nào thì cũng chỉ có mình mới làm được cái việc đó. Thì anh nghĩ là cái câu trả lời của anh là chính mình, và để mình có được cái niềm hạnh phúc trọn vẹn thì mình cố gắng mỗi một ngày mình buông bỏ đi. Đang cứ vướng bận mình giận người này thì lẽ là bây giờ mình giận người này mấy năm rồi, bây giờ mình bớt giận người này đi, bây giờ người ta bớt giận, hoặc là ai mà xù mình một cái mình giận mình được 3 hôm thì bây giờ thôi giận người ta 1 hôm, rồi là nửa năm 1 năm rồi đã giận 1 hôm thì thôi giận người ta 2-3 tiếng, sau giận người giận 2-3 tiếng thôi giận 1 tí, xong rồi sẽ đến một lúc mà một cái hơi thở. Mọi thứ từ cái cảm giác đau khổ đến cái cảm giác hạnh phúc thì hay là nóng giận hay thù hận thì thật ra nó chỉ là cảm giác, chỉ là cảm giác, và cảm giác thì nó có sinh có diệt, nó có đến rồi có đi, không có gì nó tồn tại mãi, nó chỉ ở đấy mãi là bởi vì mình cứ mắc với nó, mình cứ chấp với nó, là mình cứ tóm lấy nó, mình không cho nó đi thì nó còn ở đấy, chứ mình cứ buông nó ra. Có những người mà có những cái sự thù hận mà hận cả cuộc đời cũng không có. Bây giờ cái sự thù hận, mình hận một ai đó đến cả cuộc đời thì nó giống như cái việc là mình uống thuốc độc, mình muốn mong người ta chết. Mình uống thuốc độc thôi mình mong người ta chết. Đó chính là cái sự thù hận. Nó không mang lợi cho người ta. Cái gì cũng có sinh có diệt, có đến có đi, rồi đến vợ chồng, đến bản thân, nhưng vợ chồng cũng sẽ đến có ngày không thấy ta, không cãi nhau bỏ nhau, không ly dị ra tòa thì cũng đến ngày đầu bạc nhau thì cũng phải mất điện thoại, không có cái gì tồn tại mãi mãi cả, kể cả cơn giận, kể cả cái sự thù hận. Bây giờ tại sao mình buồn sớm, mình sống trong hiện tại hạnh phúc, giống như là câu chuyện ở đây là với trường hợp của Khải, cái việc mà Khải dừng lại đi cây, Khải đi làm việc ở một cái mong muốn của Khải thì thật ra nó là cái ước muốn. Cái việc mà Khải làm việc tiếp hay Khải ở lại nó không quan trọng bằng cái việc là những cái lúc mà Khải đã làm việc ở đi cây mà chúng ta cảm thấy hạnh phúc ở bên cạnh Khải, đấy là cái quan trọng hơn cả. Và bây giờ thì thay vì cái việc là nhìn vào cái khía cạnh là bây giờ Khải nghỉ để lại vị trí đó thì tại sao chúng ta không nhìn vào đây, nó là cơ hội cho Khải, nó là cơ hội cho cả Khải và người khác. Và thật ra là đi cây chỉ là một cái công cụ khiến cho chất lượng cuộc sống trở nên tốt hơn, và nó là một cái môi trường giúp chúng ta có nhiều người bạn hơn, và nó là một cái môi trường giúp chúng ta nhận được nhiều giá trị hơn, thì tại sao mà không coi nó là một cái thứ gì đó để cho chúng ta gọi là mong muốn là tốt đẹp cho người khác. Bây giờ Khải nghỉ nên chúng ta cũng ủng hộ được Khải và yêu thương Khải. Đấy là cái câu trả lời của anh, đến cái góc nhìn của anh có thể đúng lắm sao, hy vọng là nó cho em thêm một cái góc nhìn giúp cho mọi thứ ra chiều hơn. Em có muốn phản hồi gì không? Em muốn phản hồi ngay bởi vì là qua sự chia sẻ của anh thì em có thêm một cái để thay đổi điều gì đó chưa, hoặc là điều gì đã làm chúng ta hạnh phúc.
tha thứ cho một ai đó hay ôm hận thù với một ai đó hết cuộc đời. Câu hỏi số 2 này là cái câu hỏi của mình nhắc đến đúng không? À. Thì em có hỏi câu nào? Em hỏi câu số 2 là điều gì làm chúng ta hạnh phúc? À, điều gì làm chúng ta hạnh phúc đúng không? Điều gì làm chúng ta hạnh phúc? Nó có một cái câu nói thì em nghĩ là cái câu nói này nó sẽ giải quyết được những cái thắc mắc của em về câu hỏi này. Điều gì khiến chúng ta hạnh phúc? Đấy là khi mà chúng ta còn biết ơn thì chúng ta còn hạnh phúc. Chúng ta mất đi hạnh phúc là bởi vì chúng ta đang nhìn vào những thứ chúng ta không có. Chúng ta đang nhìn những thứ nó không vừa ý với chúng ta. Nhưng khi mà chúng ta nhìn vào những thứ chúng ta đang có và chúng ta biết ơn nó thì có thể chúng ta. Và điều gì khiến chúng ta hạnh phúc? Là chúng ta nhìn vào những thứ chúng ta không có và chúng ta biết ơn nó. Chúng ta vẫn tự nhắc vào thân mình. Cho dù khó khăn đến đâu nhưng nữa thì hãy nhớ rằng là chúng ta đang được sinh ra trong một đất nước. Chúng ta sinh ra chúng ta đầy đủ chân tay mắt mũi của miệng, chúng ta có thể tự đi làm nuôi sống chúng ta tự vệ sinh cá nhân của chúng ta đang có thể làm. Trời ơi, nó là đáng đáng của cuộc sống em. Hãy thử hình dung em, Việt Nam mình có mấy trăm nghìn người bị chất là một gia cảnh trong chiến tranh. Hãy thử hình dung em, chúng ta là một trong số họ, chúng ta là một trong những số người thân của họ, sống cả cuộc đời để nuôi dưỡng những cái mà hậu quả của được đứng ở trên đôi chân, được tự vệ sinh cá nhân nên nó là một cái kỳ diệu của cuộc đời. Và hãy nhớ là chúng ta đang là một cái loài động vật đứng đầu chúng ta. Chúng ta ăn tất cả mọi thứ trên cuộc đời này, con người chúng ta ăn tất cả mọi thứ trên cuộc đời. Và hãy chia sẻ với cả người là tại sao anh ăn chay, bởi vì anh hiểu được đến một thời điểm anh hiểu được, anh nhận ra là con người cũng chỉ là một loài động vật. Chúng ta cũng biết đau. Nếu mà ai mà nuôi chó nuôi mèo thì chúng ta cũng biết là nếu mà trong trường hợp mà chúng nó đánh chúng nó hoặc là chúng nó bị làm sao thì chúng nó cũng đau, chúng nó cũng kêu gào, chúng nó cũng di diết đúng không? Hay chúng nó đẻ con thì nó ra chúng nó cũng chăm bẵm như thứ chúng ta đang chăm bẵm con chúng ta, con cháu chúng ta. Khi mà tự nhiên là những cái con chó con mèo mà nó hay là con chim ở ngoài thiên nhiên đấy, chim biến chẳng hạn, một trong hai con mà đi tổ về bị người lấy đi tổ biến chết, con còn lại lao đầu vào vách núi để lại vết máu, nó cũng chung thủy như con người. Nó cũng biết buồn, nó cũng biết đau, nó cũng muốn sống. Con người chúng ta như nào thì nó. Vậy thì tại thời điểm này anh nhận ra là liệu mình có một cái sự lựa chọn nào đó để duy trì được cái mạng sống này mà mình không tổn hại đến mạng sống người khác, một loài khác không? Mình có thể mình vẫn có thể hạnh phúc được mà mình không ảnh hưởng làm phiền não đến các loài khác. Có, đã ra củ quả. Thì đến từ mấy mấy năm trời thì nghe sao? Thì có nghĩa là gì anh? Biết ơn cả cái việc mà bữa ăn hàng ngày có bác chuẩn bị cho mấy miếng đậu rồi rau củ quả luộc rồi thậm chí thôi luôn. Thế này về có đứa con kể cả cho nó không nghe lời mình nghe nữa hay nó có như thế nào nữa thì không có nó thì không thể nào có một người cha người mẹ. Bố mẹ dù con đứa mất thì anh bố mất từ năm anh 17 tuổi nhưng nếu không có sự mất mát đấy thì có thể anh không trưởng thành. Nếu mà mình nhìn vào cái sự thiệt thòi của mình là mình bước vào lớp 12 mình mất bố, mình không có ai dìu dắt mình trong cuộc đời để mình phải chịu trải qua những khó khăn và đau thương thì mình đang nhìn vào cái mình so sánh mình với những người khác gia đình hơn. Nhưng mình lại nhìn vào cái bên cạnh là không có những cái khoảng thời gian lăn lộn như thế, không có những cái khoảng thời gian là mình chơi vơi cuộc đời thì rất có thể mình không đủ mạnh mẽ như thế. Và nếu mà không có những cái hoàn cảnh như là chị với mẹ mình bất hòa như thế thì có lẽ là mình không có được cái cơ hội để mình rèn giũa cái tôi của mình để mình bỏ hết những cái mà gọi là cái phản ứng của mình lại để mình đặt cái hai người thế này. Nếu không có một cái người vợ khó tính mình ít khi nói lời yêu thương với mình thì làm sao mà mình biết cách là mình tự khiến cho mình cảm thấy hạnh phúc và mình gọi là nhìn
nhìn thấy cả những cái mà tình yêu người ta dành cho mình, không cần đến người đó, chỉ hành động, hành động như thế nào thì để chúng ta cảm thấy hạnh phúc thì chúng ta biết ơn, biết được chúng ta không? Chúng ta hãy chịu khó quan sát những cái thứ, những cái điều xảy ra trong cuộc sống. Sáng em mở mắt ra, em được hít thở, em đang hạnh phúc, đúng như bạn nói. Này, trên thế giới có bao nhiêu người chết hết vì chiến tranh, vì thiên tai, vì dịch bệnh. Đấy là lý do tại sao mà chúng ta có rất nhiều lý do để chúng ta cũng nhìn thấy sao. Và khi mà chúng ta đã học được cái cách chúng ta biết ơn, chúng ta có, chúng ta biết ơn cả những cái khó khăn của chúng ta này, chúng ta biết ơn cả những cái người mà tổn thương chúng ta, chúng biết ơn cả những cái điều mà nó không thuận đến với cuộc đời của chúng ta, thì khi đó là chúng ta mới hạnh phúc. Anh vẫn luôn biết ơn kể cả trong những thời điểm mà anh làm những cái việc nó làm khổ mình, của người mà, bởi vì không có buồn thì làm gì có xét, không buồn thấy luôn xét, không khổ đau theo anh, mình không trải qua những cái đau thương như thế làm sao mà mình đủ mạnh mẽ mình vượt qua, mình không đi vào trong bóng tối thì làm sao mình biết là trong tối chẳng đi làm sao cả. Hạnh phúc là bên trong mình, hạnh phúc là điều mà chúng ta cho phép nó xảy ra chứ không phải là đích. Chúng ta không phải hướng đến hạnh phúc. Hạnh phúc là thứ chúng ta cho phép nó xảy ra. Và giống một công tác, chúng ta tìm kiếm hạnh phúc ở bên ngoài. Bản chất, danh lợi, tiền bạc, hưởng thụ, dục lạc, quyền lực, tiền bạc. Chúng ta hướng đến bên ngoài, chúng ta tìm kiếm hạnh phúc. Nhưng bây giờ chúng ta cần bình an quay vào bên trong. Chúng ta nhìn, chúng ta có, chúng ta bật on. Thay đổi chính mình thôi.
trước hết là chúng ta phải tìm ra những cái thời điểm đó và chúng ta quan sát nó, là chúng ta thấy được à, có những lúc như vậy, đã có những lần đó như vậy, hoặc là mình cũng đã có những cái hành động để người kia cảm thấy, và tất cả những cái gì người kia phản ứng lại với mình là bởi vì người ta đang phải hứng chịu cái năng lượng của mình, trái với người ta đã thể hiện đó, và người ta dành lại cho mình đúng cái năng lượng nó tương tự như vậy. Nếu mà tại thời điểm đó nó là sự tôn trọng lẫn nhau thì mình cũng sẽ nhận cái sự tôn trọng. Và là có một cái câu nói là gì? Nhận thức nó là sự phản chiếu, có nghĩa là mình nhìn thấy điều gì đó thì có nghĩa là cái điều đấy nó ở trong đầu mình. Mình nhìn thấy điều gì đó, có cái điều đấy là đầu, có nghĩa là mình nhìn thấy người kia không tôn trọng mình, có nghĩa là mình cũng đã. Và nó có một cái sự thật như thế này, đối với những người xung quanh, đặc biệt đối với người thân, rất có thể là chúng ta đang thương người kia theo cách mà chúng ta được, cái cách mà chúng ta muốn được thương. Ví dụ như là anh đàn ông suốt ngày nhậu nhẹt thì phải chăm lo sức khỏe, cái con mẹ nói cái này con phải nghe, đó là mình thương người ta là thật. Nhưng cái cách mà mình thương người ta là cái cách mà mình muốn thương người ta, chứ không phải là cái cách mà người ta muốn được. Nên là khi mà mình nói là mình thương người ta mà mình chưa hiểu người ta thì có nghĩa mình chưa thương đủ, mình thương còn đâu. Bây giờ làm nào để thương sâu được? Lắng nghe, xem là người ta đang cảm thấy thế nào, xem là trong suốt cái quá trình xảy ra sự việc đó hay là trước đó thì người ta cảm thấy thế nào, người ta có muốn góp ý gì mình không, hoặc là người ta mình lắng nghe góp ý của người ta để mình hiểu được cái cái sự việc như thế này là mình đang tưởng như thế, nhưng thực tế là chồng mình đang nghĩ như thế này, để mình hiểu. Và khi mình hiểu được thì càng hiểu được mọi thứ nó sâu hơn, mình thương người ta nó sâu. Lắng nghe, mà có cái từ Việt Nam mình rất là hay, lắng nghe, lắng tâm xuống được mình nghe. Và khi mình nói là mình nói cho người biết, không được gắn thái độ cảm xúc của mình. Và khi mà mình nhìn thấy đối phương có một cái điều gì đó có thể tốt hơn, hay là mình còn gọi là mình phát hiện được cái lỗi của họ, hãy nhớ là góp ý ba đúng. Góp ý ba đúng là nó thể hiện ở đây là gì? Cả đạo đức, nghị lực và trí tuệ. Góp ý ba đúng là chọn đúng thời điểm. Để chọn được đúng thời điểm phải có trí tuệ. Đúng thời điểm, đúng bối cảnh phải có trí tuệ. Xong lại còn nói với người nghe nữa là có đạo đức. Mà lại còn tại thời điểm đó mình còn làm chủ được bản thân mình, để mình không nói tại thời điểm đó mình phải đủ nghị lực của bản thân. Nên là mình muốn chồng mình tôn trọng mình. Để từ 3 điểm cái sự tôn trọng nó lên đến 8 điểm sự tôn trọng thì mình phải sửa nhé. Mình phải sửa. Chia sẻ có một người em trong đội ngũ, mình không tiện nói tên, có những cái vấn đề với chồng, thì khi mà chỉ ra những vấn đề của chồng, người lỗi của chồng mọi thứ, thì bây giờ là ngay lập tức là anh có nói với cả bạn ấy là em sai. Một trong hai sai nhá, em phải chọn. Một là em chọn sai, hai là yêu sai cách, chứ đừng nói người ta sai. Một là em yêu sai người thì em phải sửa người, em phải đổi người thôi. Có rất nhiều người ta chọn cách là dừng lại mối quan hệ này để đổi người khác, đúng không ạ? Thì nếu mà em đổi thì em phải nhìn cái hậu quả, thì em cái điều mà em phải đối diện và em phải vượt qua, thì em lựa em sai người hay sai cách. Nhưng mà hình như sai cách thì nó phí. Còn sai người rất có thể sửa cả sổ đỏ đấy rồi, đúng không ạ? Thế còn quan trọng nhất ở đây nhé, cái tư duy của mình đưa cho người ta về làm người ta sai để người ta sửa. Còn người ta sửa người hay sửa cách thì ít nhất là tư duy đúng đó. Giống như cái việc mà Linh Chi nói tôn trọng, thì
Đó là vấn đề của mình. Và mình phải sửa. Chứ không phải người ta sửa. Và nó có một cái sự thật như này này. Mình sửa, người ta sẽ sửa. Giả dụ như là tại sao mà mình vẫn luôn nói là cái văn hóa chúng ta là văn hóa khách lỗi và nhận lỗi. Cái nhận lỗi nó là cái tự của mình. Vì khi một cái sự việc thì xảy ra, giả dụ như Linh với Lạc Tiến đang cùng nhau làm cái việc gì đó, khi một cái sự việc ấy xảy ra thì Tiến truyền thông với Linh thì mới được. Anh có một phần trách nhiệm của mình. Cái việc nó xảy ra thì anh có một phần trách nhiệm. Và bản thân của anh đang có những cái điều anh có thể làm tốt. Nếu mà sau này xảy ra việc đó thì anh sẽ điều chỉnh cái việc đó. Khi mà anh nói như thế thì Linh sẽ không đổ lỗi anh. Chẳng ơn là sao mà đi đổ lỗi cho một người đang nhận lỗi. Đúng không? Mà ngay lập tức tại thời điểm đó cái người đó họ cũng nhìn thấy lỗi. Còn ngược lại nhá, nếu nhá, cái sự việc này nhá, Linh ơi Linh, cái trách nhiệm của Linh là như này, cái việc này đã nói như này là Linh vẫn làm như này, nó đã bảo bao lần rồi, thì ngay lập tức tự nhiên là Linh cũng thấy được rồi. Mình cũng làm, người ta cũng làm, cái trách nhiệm tự nhiên lại đổ lên cho mình. Một là Linh cũng sẽ đổ lại cho Tiến, hai là Linh đổ lại cho một cái thứ khác, cái hoàn cảnh. Vì bản chất của mọi thứ nó đều diễn ra, cái năng lượng nó đều tương ứng. Cho nên đấy là lý do lại củng cố thêm một lần nữa là cách tốt nhất để yêu thương tất cả mọi người là tiến vào mình tốt lên mọi người. Khi chúng ta tốt lên thì chúng ta sẽ nghĩ những cái việc mà tốt lên một chút, nói những cái lời tốt lên một chút, làm những cái hành động tốt lên một chút thì một chút thôi, nhưng mà giữ nó một cách bền bỉ thì có nghĩa là chúng ta đi nhanh hơn. Thế không cần thiết chúng ta phải so sánh với ai đó để đặt cái mục tiêu nó không phải là của chúng ta, để chúng ta tự nhiên áp lực và lại bất đi so với chính mình. Cái ngày hôm qua rất là mà để tốt hơn một chút thôi thì nó không khó, đúng không mọi người? Nó không khó. Và khi một thứ mà nó đã có đà rồi nhé thì không thấy gì cản lại được. Mọi người tự hình dung cái xe nó xuống dốc, nó đã có đà rất khó để có thể cản. Giống như cái việc khi mà chúng ta hoặc là những đứa con chúng ta mà mỗi ngày nó hư đi một chút thì sẽ đến một lúc nó bị mất phanh, không ai cản và nó trở thành người xấu hẳn. Đúng không mọi người? Cái thứ mà chúng ta đọc trên mạng cướp giết hiếp là đều bắt nguồn từ những cái nhân rất là nhỏ này. Có ngày xấu đi một chút, có ngày xấu đi một chút và không có ai cản lại. Và đến một thời điểm nó trổ ra một cái quả đủ duyên và nó sẽ trổ ra một cái quả vô tình tệ. Và ngược lại khi chúng ta tốt lên, có ngày nó tốt lên một chút, không ai cản được chúng ta. Khi mà nó đã trở thành một thói quen của chúng ta, làm cái gì cũng vì mình, vì người, nói cái gì cũng nghĩ là xem như là có khổ mình khổ người thôi, không nói, cứ im lặng, tìm ra cách làm tốt thì mới làm, thì tự nhiên là mọi thứ nó không biết là có mang đến. Và Linh hãy nhớ là cái việc mà nếu mà mình nhìn thấy những cái điều mà anh ta có thể tốt hơn, anh xã có thể tốt hơn, hãy góp ý ba được, góp ý gì lợi ích của người ta. Trước khi góp ý thì mình ghi nhận người ta. Khi mà mình biết ơn trong tâm của mình thì cái lời nói của mình ấy, thì nó tươi mát hơn rất là nhiều so với cái việc mà mình đang học, đúng không ạ? Trước khi mình đang định nói một cái điều gì với người ta nhưng mình đang nghĩ trong đầu là cái người này đầy lỗi lầm của mình, đang chỉ muốn đổ lỗi cho người ta, cái lời nói của mình cái năng lượng nó khác. Trước khi mình nói một cái điều gì đấy mà mình biết ơn người ta, mình ghi nhận người ta thì cái lời nói của mình với người ta ấy, thì nó có uốn lưỡi đấy nha, nó có uốn lưỡi. Khi người ta thấy được cái sự tôn trọng của mình trong lời nói của mình, trong ánh mắt của mình, trong hành động của mình, thì cái việc người ta tôn trọng mình nó chỉ đến sớm. Và rất có thể khi mình tôn trọng người ta thì tất cả những cái gì người ta đang làm mình cũng đều nhìn thấy cái sự tôn trọng của người ta đang làm. Bởi vì mình đang theo một cái năng tính tôn trọng, nhìn thấy mọi thứ đều chúng ta biết là mình thất bại, tại sao chúng ta còn sợ phạm sai lầm? Thì câu hỏi cũng rất hay. Làm sao chúng ta có thể kết nối được với con cái lúc này? Em muốn hỏi không? Nếu mà kiểu không có những lần mà cô giáo nhắn tin thì mẹ không thể biết được vấn đề bạn ở lớp hoặc là đối với bạn bè như thế nào. Thế là đợt này em cô vừa rồi đọc cái bài báo
sao mà bạn có thể cứ muốn chia sẻ, có việc gì là bạn muốn chia sẻ với em luôn, chứ không phải để lúc mà có cái anh gọi là có cái quả gì đấy thì bạn mới mình mới biết đến nhá. Cái tần suất của em chia sẻ cái việc em làm mỗi ngày, cái điều em đã trải qua mỗi ngày, em chia sẻ với con tần suất của bạn. Em ít chia sẻ với con cái cảm xúc mà khi em không làm được.